Chào mừng quý vị và các bạn đến với bản tin X Giải Trí. Xin quý vị và các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ cho kênh. Chương trình Chị Đẹp Đạp Gió Rẽ Sóng. Bảo Anh xác nhận rút khỏi Chị Đẹp Đạp Gió Rẽ Sóng sau khi liên tục vắng mặt ghi hình. Đúng như lời đồn trước đó, Bảo Anh không xuất hiện trong phần công diễn 1 của Chị Đẹp Đạp Gió Rẽ Sóng tối 25 tháng 11 trong tập phát sóng mới nhất của Chị Đẹp Đạp Gió Rẽ Sóng. Bảo Anh xác nhận rút khỏi chương trình vì lý do cá nhân và những vấn đề sức khỏe. Cô thông báo đến các đồng nghiệp cũng tham gia show. Nói chung vì một lý do cá nhân tình hình sức khỏe nên em không thể tiếp tục đồng hành cùng với mấy anh chị được. Thật ra Bảo Anh cũng vừa phải trải qua một cuộc chiến riêng của bản thân mình. Nội tâm của những người phụ nữ đôi khi rất dễ phức tạp, kể cả Bảo Anh cũng vậy, có những cuộc chiến con sống mà bản thân phải tự vượt qua. Nữ ca sĩ không quên gửi lời chúc đến các chị đẹp còn lại, hy vọng hành trình sắp tới của các chị đẹp. Nữ ca sĩ không quên gửi lời chúc đến các đẹp chị đẹp quần lại, hy vọng hành trình sắp tới của các chị em sẽ thành công và có những màn trình diễn mãn nhãn cho khán giả. Còn với riêng mấy chị đội em, mong mấy chị đừng buồn nha, ráng cố gắng luôn phần em. Trong tập 3, Bảo Anh cùng về đội ca sĩ Trang Pháp, Giang Hồng, Ngọc Huyền, Baby, Quỳnh Nga. Cả đội chọn bài ưng quá chừng, bài hit của An Mi để thi đấu trong phần công diễn 1. Tuy nhiên, đến cuối tập 4, đội của 5 nghệ sĩ này bất ngờ bị lựa chọn ngẫu nhiên để tham gia một nhiệm vụ có tên thử thách nhân đôi, lựa chọn ưu tiên. Kết quả Trang Pháp đã chọn đúng thử thách, phải đổi bài hát từ ưng quá chừng chuyển sang đi đu đưa đi. Trong khi chỉ còn 3 ngày nữa là đến đêm thi chung chính thức ở buổi tập luyện, Bảo Anh cũng không có mặt. Ngay khi nhận tin chấn động, Trang Pháp, Giang Hồng, Ngọc Huyền, Baby, Quỳnh Nga hết sức hoang mang. Trong tập 4, Bảo Anh cũng không có mặt ở nhà chung, nguyên nhân được cho là vì lý do sức khỏe. Sau khi Chị Đẹp Đạp Gió Rẽ Sóng được trình diễn, Bảo Anh thường xuyên cập nhật hoạt động nghệ thuật nhưng cũng hạn chế nhắc đến chương trình. Vì thế tin đồn nữ ca sĩ rút khỏi show đã dâm ra từ lâu.